Asian Games 19 và nỗi lo cho thể thao Việt Nam. Kết thúc một kỳ SEA Games 32 được gọi là thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta đứng nhất toàn đoàn về thành tích cũng như những tấm huy chương vàng đạt được. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của thể thao Việt Nam, không tính các năm được tổ chức tại sân nhà. Kỳ SEA Games 32 này, chúng ta cũng đã trải qua không ít những niềm vui và sự tự hào khi được thưởng thức những màn trình diễn phi thường và đầy quả cảm của các vận động viên. Khép lại SEA Games 32, thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ phải hướng tới đấu trường quan trọng sắp tới, đó chính là Asian Games 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Nói qua về Asian Games, đây là một đấu trường của thể thao châu lục, nơi quy tụ của tất cả những vận động viên xuất sắc nhất châu Á tham gia tranh tài vì màu cờ sắc áo, vì những tấm huy chương danh giá. Và dĩ nhiên, các vận động viên Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có cùng một mục tiêu, một quyết tâm như vậy tại đấu trường này. Vậy nên, hãy thử nhìn lại thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 để nhận định cho đấu trường Asian Games 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc sắp tới. Điền kinh Việt Nam đang đứng ở đâu? Những năm gần đây, điền kinh Việt Nam đã có thể nói là đã có chỗ đứng tại Asian Games với những tấm huy chương được mang về. Gần nhất phải kể đến vào năm 2018, điền kinh Việt Nam đã giành được 2 tấm huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Theo đó, 2 huy chương vàng thuộc về Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 55:30 và Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa với thành tích 6:55m. 3 tấm huy chương đồng của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, 4x400m cùng với Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc, Vũ Thị Mến ở nội dung nhảy 3 bước. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 5 năm về trước. Còn giờ đây, nhìn vào thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32, nhiều người cảm thấy lo vì đang có một khoảng cách quá xa với nhóm có thể đạt huy chương tại Á vận hội. Cần phải nói thêm, nội dung 400m tại Asian Games 2018, Quách Thị Lan xếp thứ nhì nhưng do đối thủ bị tước huy chương vàng vì dính doping nên cô được đồn lên giành huy chương vàng. Tuy nhiên tại Asian Games sắp tới, Lan sẽ không thể góp mặt. Chưa kể tại SEA Games mới đây, nội dung 400m của cô cũng đã bị đối thủ Malaysia vượt mặt rất xa với thành tích là 52:53. Còn ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo thậm chí bây giờ cũng chỉ xếp thứ hai tại Đông Nam Á và rất khó để nghĩ tới việc tiếp tục giành vàng tại Asian Games. SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh là cái tên nổi trội nhất cũng là vận động viên có thể nói là truyền cảm hứng lớn nhất của thể thao Việt Nam với cú poker huy chương vàng ở các nội dung là 1500m, 5000m, 10000m và 3000m vượt chướng ngại vật. Trong đó, 3000m vượt chướng ngại vật là nội dung thế mạnh từng giúp cô giành huy chương đồng tại Asian Games 2018. Tuy nhiên, thông số 10:34:37 giúp Oanh giành huy chương vàng 3000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32 lại quá thấp nếu so với thành tích huy chương đồng của cô cách đây 5 năm. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng phần nào vì tại SEA Games 32 vừa qua, Oanh đã phải thi hai nội dung là 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật quá sát nhau, cũng như điểm rơi phong độ của cô sẽ được hướng tới vào Asian Games tới. Mong rằng Oanh sẽ có thể cải thiện được thành tích tại Asian Games và tiếp tục làm nên những kỳ tích cho điền kinh Việt Nam. Bơi Việt Nam trông chờ vào mỗi huy hoàng. Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam phá 14 kỷ lục SEA Games, nhưng trong đó chỉ có khiêm tốn 2 kỷ lục môn bơi thuộc về Phạm Thanh Bảo ở nội dung 100m và 200m X với thành tích lần lượt là 1:00:97 và 2:11:45. Phá kỷ lục là vậy, nhưng thông số thành tích này vẫn rất kém với nhóm có huy chương tại Asian Games. Do đó, Á vận hội sắp tới, niềm hy vọng đoạt tranh huy chương của bơi Việt Nam có lẽ chỉ trông vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, khi nhìn thông số thành tích của Huy Hoàng trên đất Campuchia vừa qua, người ta lại càng âu lo bởi tấm huy chương vàng nội dung 1500m của Hoàng tại SEA Games với thành tích là 15:11:24 đã kém quá xa thông số 15:01:63 từng giúp anh giành huy chương bạc tại Asian Games 5 năm trước. Nói một cách chính xác thì Hoàng đang tụt lùi so với chính bản thân rất nhiều và phải nỗ lực hơn nữa nếu mong muốn có được một tấm huy chương tại Asian Games lần này. Ngoài việc cạnh tranh thành tích tại Asian Games sắp tới, nhiệm vụ của các tuyển thủ bơi Việt Nam còn có một mục tiêu vô cùng quan trọng khác là giành vé đến Olympic vào năm sau. Vì vậy có thể hiểu, tại SEA Games 32, điều Huy Hoàng tiếc nuối nhất sau khi giành huy chương vàng nội dung 1500m chính là chưa đạt chuẩn để giành vé đến Paris 2024. Bởi chuẩn A của nội dung này là 15:00:99, tức là còn cao hơn thành tích huy chương bạc của Hoàng cách đây 5 năm tại Á vận hội, vừa giành huy chương tại Asian Games, vừa giành vé đến Olympic Paris 2024, sẽ là một nhiệm vụ chẳng đơn giản với các kình ngư Việt. Cử tạ và các môn còn lại. Cử tạ vốn là thế mạnh của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic, và các lực sĩ của Việt Nam đã làm được điều này tại kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic London 2012. Vì vậy, vừa qua đội tuyển cử tạ Việt Nam đã chia hai đội hình để thi đấu tại giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc và SEA Games 32 tại Campuchia.
Sở dĩ thế vì giải vô địch châu Á 2023 nhằm giành vé đến Olympic Paris vào năm sau, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng với các đô cử Việt Nam. Từ tại Việt Nam vừa giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32, nhưng thực tế, thành tích của những nội dung kể trên đều kém quá xa so với thành tích Asian Games. Trong 14 kỷ lục SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam, có 4 kỷ lục cử tạ. Riêng đô cử Nguyễn Quốc Toàn phá 3 kỷ lục ở hạng cân 89kg với tổng thành tích là 345kg. Tuy nhiên, tại giải vô địch châu Á vừa mới kết thúc, tuyển thủ Lee Dajin của Trung Quốc giành huy chương vàng hạng cân 89kg với thành tích là 396kg. Từ giải vô địch châu Á 2023, những người có trách nhiệm với cử tạ Việt Nam sẽ có cái nhìn thực tế để chuẩn bị tốt cho Asian Games sắp tới. Ngoài ra, những môn còn lại như thể dục dụng cụ, xe đạp, karate do, judo, ushu dẫu có thành tích rất ổn tại SEA Games 32 vừa qua, nhưng sẽ gặp thách thức cực lớn tại Á vận hội tới khi sẽ đối đầu với những nhà vô địch thế giới ở chính những môn đấu này. Mong rằng các vận động viên của chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất và một điểm rơi phong độ hoàn hảo để có được kỳ Asian Games thành công.